cây dương luôn, quần với mấy bà bả vô. Sao quyền quý vị ơi, mới gì năm nay tính ăn trái lá gì mà ai ngờ đâu, trái là trái thứ nhì rồi, bà má mới cho chịu không nổi, quốc con cái hôm qua lên một bụng luôn. Bà má nói thôi bao hàng là hạn đi về bà cho rút sức mụn hút luôn trời luôn. Cơm nó béo. Cơm hai lần rồi tới hộp. À lần chưa hết hộp. Không có hộp nhưng mà nó ngon. Cơm vậy thôi. Bạo lép luôn, bạo lép luôn. Bạo lép luôn chí. Cái mẹ ăn đi nóng nóng về nhà uống thuốc xong. Cái này là chôm chôm của ông ngoại chồng nè, mấy chục năm mới có trái nè. Ở lộn, đâu phải chôm chôm. Hai mươi mấy năm măng cột. Măng cột, măng cột. Măng cột của ông ngoại chồng đây. Hai mươi mấy năm rồi. Cái này là đời ông chồng đời cháu ăn. Xuất sắc. Mình phục nhà là không phân khúc, có gì là trái nó không đều, không có đẹp, nhưng mà mùi vị là có bao hàng ngọt xuất sắc, không có miếng chua luôn. Trời, hái vô nãy giờ quên cúng ngoại. Chào ba bất hiếu. Chấm phao thơm. Ngọt liệm luôn. Chấm chôm luôn. Ăn cho hết cái mầm này về đánh quất sau. Thảo giọt luôn. Chấm chôm chụp tay là chấm luôn. Quá xả, hết sảy.